Minh Thiện rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng chủ yếu của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam cường độ yếu. Tỉnh Lâm Đồng có hình thái thời tiết chủ yếu là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Tây Nam cấp 1, cấp 2. Cụ thể, tại thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đam Rông, nền nhiệt từ 18 đến 28 độ, trời nhiều mây, mưa có khả năng xuất hiện sớm từ trưa. Sau mưa có thể xuất hiện sương mù, người dân cần cẩn trọng khi lưu thông trên đường. Còn tại khu vực các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh và Lâm Hà, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, gió Tây Tây Nam cấp 1, cấp 2. Tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, mây thay đổi, mưa rào và dông cũng có thể xuất hiện ở nhiều nơi về chiều và đêm. Nhiệt độ cao nhất là 32 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía Tây Nam của tỉnh, các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và huyện Cát Tiên vẫn duy trì nền nhiệt từ 24 đến 34 độ. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp, sạt lở đất trên sườn dốc, đường đèo, ta luy dương. Tại thị trấn Cát Tiên, các xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, Gia Viễn, khu vực thượng nguồn suối Đà Sị của huyện Cát Tiên và xã An Nhơn của huyện Đà Tẻ. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 vừa qua, liên tiếp hai vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cướp đi sinh mạng của 5 cháu bé khiến người dân hết sức xót xa. Những ngày qua, trời mưa nhiều nên lượng nước trong các ao hồ tăng cao, nước trên sông suối chảy mạnh. Đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên, nhiều ao hồ tích trữ nước tưới được lót bạt nên rất trơn trượt. Khi trẻ rơi xuống thì khó có thể leo lên được bờ. Trong khi lại vào thời gian nghỉ hè, thời tiết nắng nóng càng khiến cho các em dễ tìm đến những nơi như là ao hồ sông suối để tắm mát, vui chơi, dẫn đến nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ, phụ huynh được khuyến cáo cho trẻ học bơi, không được chủ quan lơ là trong việc trông giữ trẻ, thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng chống tai nạn đuối nước. Còn đối với trẻ, tuyệt đối không tắm nghịch nước mà không có sự giám sát của người lớn, phải mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy. Nếu thấy bạn chẳng may bị ngã xuống nước thì không tự ý nhảy xuống cứu nếu không biết bơi, mà lập tức hô to, gọi ngay người lớn đến, giữ bình tĩnh và tìm cách cứu đuối như là thả dây, phao hoặc sào dài để kéo bạn lên bờ. Ít phút còn lại của bản tin, mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo nhiệt độ các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các thành phố trong cả nước. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau.